Đầu sáng sớm chuyển mưa ông. Chuyển mưa kìa, bên đó chuyển mưa rồi đó. Đang ông tin kịch nó không? chân hả? Thấy gì với bên đó chuyển mưa rồi Cái đó. hướng đó là hướng Bạc Liêu nha bạn. Mình đang ở Trần Đề. Ngồi hơi cá nè bạn ơi, nó làm nheo nước ở trên nè. Ở trong đó có cái dũng đó, nghe ổng không? Ủng ủng ở trong, kẹt kẹt ở trong đó. Khá cạn bạn ơi. Sống ơi. Chào cả nhà Sống ơi. Hello, chào cả nhà nha. Ở đây nó có hai cái nó rút nè bạn ơi. Mình cũng có một cái mình rút. Mà lỡ có dính chắc tức lắm ta. Lời nói đầu tiên, không quên chúc cả nhà có nhiều sức khỏe và giây phút thư giãn khi xem video nha. Mà cả nhà cùng mình trải nghiệm thăm bẫy rắn bạn ơi. Có cứ không? Trời trời, thấy ham quá vậy? Cứ ngựa nhỏ chứ đâu. Trời ơi, đâu đây cứ không? Bãi cứ này nhìn thấy ói. Ăn thịt heo, nhìn cứ heo ngán muốn chết. Tới cái bẫy của mình bạn ơi, tầm hai mươi mấy cái nha, mỗi anh em tầm hai mấy cái đóng xương vậy, đóng xương chuột thôi ơi, cái đầu sò đầu chuột chà bá ảnh luôn, thua. Cái bẫy thứ hai của em nói nha, dính không? Đâu trời ơi, cục phân, cục bẫy phân nè. Cũng ngon ta. Nhì được. Trời ơi. Không lẽ giờ đặt lợi. Thôi, thấy có dấu vô à. Dấu vô người ta coi, người ta lấy hả nè, người ta coi hả? Người ta không có lấy, cũng đỡ. Vậy hả? Ok, ốp máy bằng ngay. Nó hai cái dính hai con, mình hai cái, mình có một cái chết chuột, thua. Cái bẫy thứ hai của mình nè. Đây là múc bẫy này trời. Rồi còn cái vỏ bao. Rồi, cho nó phá hả bạn ơi. Lâu bánh múc bánh này chắc con mồm lèo quá. Cái thứ ba của mình bạn ơi, thậm chí thứ hai nha. Nặng cái coi chơi coi. Ồ, nặng. Có hù rồi. Con gì trong này? Không thấy gì luôn. Có phân rồi mà không thấy gì như cả. Bên đây coi. Khui coi. Khui. Em hành. Quá đã. Quá ngon. Hành ba nhưng mà vẫn sướng. Được bạn ơi, cũng có hàng đỡ không nè. Nó kêu mình ngồi để bắt đại luôn đi. Mình vừa bắt. Mới vừa quay lại nó nói bắt ở đây chắc chuyến sau chứ còn cái nịch thiệt. Trời ơi. Hai cái hai em quá ngon rồi. Mình ba cái cũng có hai em chứ nhiêu. Ờ mà hai con của anh á không có thua hai con của em đâu nghe. Hai con này cũng bự hơn á. Con ngựa mình bự hơn là cái cẳng rồi đó, mà con hành chắc nhỏ hơn. Hành của mình nhỏ hơn hành nó mà hay. Trời ơi, con ngựa kìa mới ui. Siêu mini cọt. Ủa, ra ngoài phùng phùng cũng trọng quá ta. Gầm thông bảy tới nơi nghe, đem về nhà gom gom phóng sinh nghe. Thấy cái đầu vô đưa đít ra để cho ba cho con người ta đi kìa. Chẳng cái đường đi. Vậy hả? Vậy là ta lấy cái đít nguyên cơ thể ta vô để cho mày để, cho người ta để, cho người ta đi. Sao mà đi bên đây? Ủa? Gắn coi. Con gắn. Gắn cho mấy chuột đâu. Gắn cho mấy chuột đâu. Con nghề của mình nha. Con lưới mới. Ít chuột nha bạn. Vô khu này là người dân tộc không bạn ơi, người Khmer bạn. Có hình nhất. Hạnh nhất mini cọt. Mini cọt luôn, hành nửa ký luôn mini cọt. Trời nửa ký. Yeah. Cái khu này mình thăm là lần thứ hai hả? Lần thứ hai một lần đặt. Ấy lần thứ ba rồi xong ơi. Lần mà dính con gì con chim á, con chim đó. Phải không? Với lần ngập nước. Với lần dính rồi ngập nước toàn bộ, hình như cái mấy khu này mình không quay. Tại vì mình quay gì mình cắt hết trơn, nó ngập lỉnh bỉnh hết trơn luôn. Lần này lần thứ ba thăm nó nè, lần rồi không dính con mà. Lần này cái khu này thì mình được hai cái chết chuột hết. Không dính con nhất trùng mà.
Ừ, đồ này kia kìa, thì nè, con nhất là con này nè. Lên thành giờ nhất ngựa nè. Khu này mình chưa có thăm các bạn ơi. Mình còn hai cái trong kia thăm á. Hai cái thế động hút được con nhất nữa à. Ghê chưa, ghê chưa. Trời ơi, phải tự tin đi mới được chứ. Mình đặt mỗi khu chỉ có 1 cái, 2 cái các bạn, rồi bắt đầu lên đường tiếp tục chạy nữa, chạy lên khu khác 1 cái, 2 cái vậy đó. Chứ không phải là mình đặt nguyên dãy nguyên tuần vậy đâu các bạn. Chọc ném bùa kìa, xịt 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 xịt. Hai em có tiền rồi vợ ơi. Cũng được đi. Mình nấu bái bạn ơi, tới cái tiếp theo mình sẽ qua bạn xem nha. Vệ sinh mấy bẫy bỏ chuột của mồi làm mấy phụ. Còn ỉa được nữa. Ừ, ăn cho tỉa chứ không lấy cho tỉa mẹ. Bóp cổ vô chết à. Bóp mạnh rồi nó xả ngã xỉu vậy nè. Giả xỉu hay lắm hả. Ăn được, ăn được không? Thấy đẹp quá trời đẹp mày. Đậm nồi một nồi lẩu rồi. Quá ngon. Ăn cái đồ á khẩu luôn không mày? Không đâu. Không có gì đi gót cái trà trong lại con. Ngon quá trời, nhìn nó ngon kìa. Nhìn cái bông như trời. Về dục luôn trời, ngon quá. Các bạn biết nấm này nấm gì? Ăn được hay không? Bằng comment cho mình nha. Đây là cây này, cây còng, cây xài đó. Cây còng. Quá nhiều không? Cái này mà không dính là thiệt, thua thiệt mới chơi rồi. Quá trời ngon. Cái này ưng bụng lắm mà. Nó vừa ủ tủ nè. Nó mục. Không dạch cây dữ lắm. Nhát cho kỹ lắm. Sao rồi xong? Nó làm mình hồi hộp không? Cái gì? Thua rồi, chết quá. Trời ơi, trời. Bơi xong, bơi xuồng qua sông, mượn cái xuồng của anh em nào không biết nữa. Đậu trên bến nè. Ngồi đây thì đây là lần thăm thứ 3. Lần thăm đầu tiên thì hai cái mình chỉ hút được con ngựa. Yên con hành gì chứ. Chiến rồi thì hai cái hút được con ngựa dằn ẻo với con gắn trên ký. 1 ký lô cứng các bạn. Còn xong thì hai chiến nó đem qua tổng cộng ở trên là mất hết 4 cái. Rồi chiến rồi nó cũng đem qua 2 cái nó chăm nữa nè. Không biết kết quả bữa nay có dính con nào hay không, hay là mất luôn 2 cái kia, là tổng cộng 6 cái, 3 chiến. Chúc mày may mắn nha. Đừng có mất cái nào được rồi. Ừ. Thì chúc may mắn. Còn mình lên bạn ơi. Tần trước bạn ơi. Mình ở đây nha. Cái nằm hổm hút nắng khủng nè. Nắng siêu to khổng lồ nè. Hên xui. Mấy anh em đang dục phân hay gì. Đang hút thuốc nữa. Mình liều mạng mình thâm đại như vậy. Chà, bữa nay mình thấy còn nguyên rồi bạn ơi. Con chuột còn sống. Dính con còn con nó mất tiêu rồi. Bắp máy các bạn ơi. Cái này chiến rồi dính con ngựa dần tươi. Trời ơi, người ta chặt cái gì đây vậy? Để con còn là được rồi. Vô đây em hổ hành nè bạn ơi. Hổ hành ngon ngon rồi. Nhất nữa không ta thấy nặng dữ vậy cả. Vô nhất cái gì ta ơi. Vô. Mình còn cái. Mình mới đặt cái chân cái... đặt lại cái chân cái chỗ con sông mất các bạn. Cái bể phụ chiến rồi. Vô. Con hành này khá ngon nha bạn. Để hồi cho con sông nó bắt. Đây là cái thứ 3 nha. Cái mình mới chạy nền các bạn. Cái chân cái chỗ mất của mát của con sông nữa. Mất chưa? Coi hay là còn. Mất nữa hả? Ồ, vậy là cái thủ phẩm mà lấy mấy cái bẫy của em anh là mình hiểu rồi ha. Thằng phú nạn đó. Vậy nó rút đi vậy thì mình bẫy này còn đặt cái chân cho mất luôn. Anh xong nó chiến đầu tiên nó mất một cái bạn. Cái nó đặt lại mất nữa. Thấy không? Đó đây. Ừ, anh ơi. Giấu thấy bà luôn. Ok. Anh không có dính nhiều đâu, hai con à. Nè, con ngựa nè. Chà. Con hành trà bá nữa rồi. Trời ơi. Con hành trà bá nữa nè. Ghê chưa? Em qua đây này xong, em qua đây xong cho nó mát cho anh đứng cho mát. Có gì đâu mà lá trời, có cái ký 2 nhiêu lá trời. Ôi. Anh biến khỏi cái đất này. Anh đi nơi khác đi anh ơi. Đi cho em làm ăn chứ hả? Em lấy cái vỏ của em của anh nè. Em lấy cái vỏ của anh nè, anh về xuống này chút xíu. Cái này dính đâu vậy? Cái chân ngựa chân khéo không có á.
Còn cái 7 con có 1 kg hơn 1 kg, 1 kg 1, 1 kg 2. Để mình nhớ mà hỏi 1 kg con nhiêu, con có 1 kg mốt giá, 1 kg giác bạn ơi. Bỏ mình cân nặng 1 kg giác hay xong. Chứ hầu không tới 1 kg 2, 1 kg 1. Con này không chín nhất. Kệ người ta. Còn con này chính con mới dục ra đó là chính con hổ không? Hổ ngựa siêu vàng luôn. Bữa nay quay lại dính con này. Còn con 7 kia 1 kg mốt, 1 kg giác của mình á. Thì nó nhưng ký giác của mình á thì gì? Ký giác của mình thì đã dính con hành này. Ý dính không dính với lộn. Trời ơi. Lập già lập dập, còn 7 mới đặt thêm á. Thì là dính con ngựa, không chưa mình chưa coi nó các bạn ơi. Chưa coi ngựa bự nhỏ nữa. Ngựa bự lắm. Vậy hả? Có lý ta, được 4 con rồi. Ồ, hai hành hai ngựa. Cũng có lý. Thì đặt hai anh em hay là ba anh em gì không biết mà mình đứng hàng nhất là mình khoái à. Khoái mày. Ô cũng được nè ta. Bự ha. Ê, trong quần tao gắt nha. Lựa chỗ cách cắn đi. Ê, chẳng cắn nhầm tối lưới giật cái bên nó sức cái nó chạy chạy mặt. Chạy của chú với của con đâu. Ấy 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 sụp sịch à. Ấy sụp sịch à nó phúng kìa. Còn nữa nha. Sợ té cứt té đái. Còn nữa nha, đừng tắt nha. Còn nữa, ý gì nói còn nó cũng thăm đằng kia dính nó kìa, hỏi nó dính không nó nói không. Vậy là nó còn nữa bạn ơi. Chọn cắn ký lô giác của mình á, rồi mình quay lại rồi thì nó đi tan tan hồi nãy đó. Dạ. Cái đầu tiên nãy mình xong nó đi bút ở ngoài kia nó đặt nữa. Vì có hàng khủng á xong. Hàng khủng. Nó đặt nó tiếp của mình rồi bạn ơi. Vậy là nó bắt con khủng của mình đó rồi. Khủng bằng bơ hộp còn không? Bự hơn. Trời ơi, siêu to khổng lồ. Không phải trùng dòng họ với con của hổ thôi. Vậy hả? Ngựa hả? Vậy là con ngựa ơi. Bà con với con hổ. Ôi con ngựa sao siêu to được, hai cái hai con không hả? Siêu to nè. Ủa hai cái hai con luôn hả xong? Trời ơi hay quá vậy. Thì nó đem qua, nó đem hai cái bấm đặt là bây giờ đặt lại nè, đặt lại dính hai cái hai con luôn. Con nó con ngựa nghe, con siêu to đó con gì vậy? Ngựa. Hai ngựa không hả? Trời ơi trời, cái bờ kinh nó trống lỏng mà không công cỏ nữa bạn. Mình đặt con cái thí nghiệm mình chiến cầu dính nó mình mới nó hoài đó, thì nó đi mút đẳng nó đặt hai cái nè. Hai cái dính hai con ngựa luôn. Ồ một con ngựa, trời ngựa bự ta. Siêu to thiệt. Thiệt mà, ê nó thịt kìa. Ây da, trời cắn, cắn con này cắn vô tới trong giò ông nội ơi. Cái đầu gối của mày nó ấy quá, cái đầu gối nó căng quá. Với hai nó là nó ngay chăn cái chỗ gì? Chăn chỗ ông mùi dẻ quýnh nó chuyện qua. Dù dẻ quýnh nhớ giác này. Tự nhiên còn sợ nó hả? Ông khóc má khóc bà mày luôn. Nhất trời ơi, văn trời ơi. Mày giờ gặp ông mùi dẻ sợ. Ừ, con này nó ở dơ quá xong rồi. Con mới ở dơ nè. Thì mình thấy né anh hỏi coi còi gọi cô kìa, nó cứ nó giục cô kìa, nó dây văng lúng lá chứ vậy. Chứ không vũ ra để hồi chết quá. Thì mày chùi nhẹ nhẹ nữa. Ừ. Tôi chùi vô cái áo rồi đó. Bây giờ tao bốc người ta hửi. Cha cha mấy con người ta 4 con luôn hả hả? Ừ. Bằng với mình luôn rồi bạn ơi. Nó hồi nãy tôi thua gắn thôi. Hồi nãy giờ anh em mình đi mình dính cặp thì nó dính cặp, mà dính con nó dính con, nó đi dẫn đầu mình không à. Nó thua là thua con hổ ngựa gì hổ hành bự thôi. Ba con ba này chắc có túi nó hiện tại giờ phút này là nó nặng ký mình các bạn. Tại ba con ngựa này bự bự không? Hai ngựa này bự này chứ. Con ngựa đầu này nhỏ xíu à. Có hai ngựa này nặng ký. Nãy hai con đầu là thua rồi. Thì hai con này nặng ký thiệt. Hai con này có ký gửi phải gu. Ừ xịt xịt nó chạy tút mất cút bây giờ. Xịt 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 xịt. Anh sợ cái lỗ đít nó hơn cái đầu nó nữa đó. Ế gì mà ế thấy bánh nó mình lạnh hả? Ừ, hai này bự. Rồi ok mình lắp máy nha bạn. Rồi đi đặt lại nó phải không? Ủa hai cái nãy có đây bố hụ qua không? Vậy hả? Cái nhậu bị mất á hả? À vậy hả? Ok. Sao rồi sao không thăm đi rồi làm gì đứng sừng sững nữa vậy? Làm sao? Người ta phát cỏ trên lẻ chăng đó hả? Thiệt không à? Mới bữa trước sao bữa hổm mày nghe mày nhai dữ lắm sao nay nó tốt? Tốt quá. Con hổm này hai thằng quỷ đó đó. Này dính nó khủng hả? Vậy chắc dính nó khủng cái gì rồi? Hay là nó phát hiện cái lợp nó còn gì nè? Đâu? Thấy rồi. À, lợp con lỏng nè. Con đi thăm cái bẫy cô phát hiện bẫy này có thấy cái bẫy này không cô? Rồi.
Có nghĩa là mày nói người ta tốt, người ta xác nhận lại coi người ta có lấy, người ta thấy vậy không? Trời ơi, không nè con ơi. Hai cục xinh lè, chà quá nạnh luôn. Vô. Có hổm giờ cô có thấy bẫy này không? Có hổm giờ cô bằng cỏ ở đây, cô có thấy cái bẫy này không? Không thấy hả? Dạ. Chủ bên đó hả? Chủ đó. Dạ, chủ bên kia hả? Ở nhà cô xích trong kia. Dạ. Móc củi dạ. Dạ. Ok. Chỗ này có gắn chợ xong đặt to lo dính mày. Hay gì xong? Chỗ này bữa hổm nó ôm tùm như đó các bạn. Tại vì tao phát cỏ xuống. Vì cái ông chủ là ông chủ bên kia phát. Có muốn hỏi thì hỏi bên kia hỏi. Để hồi tôi qua tao bên nhà bên kia. Là khỏi cửa tao hỏi anh bữa hổm phát anh có thấy cái bẫy không? Để xác minh cho đàng hoàng lại chứ. Chắc chiến sao mắc quá. Ừ, qua bọc bình con là ta ơi. 5, 4. Đồng lúa mênh mông. Cái bờ kinh ngon lành. Bên đó là cái đường đan nha. Đường đan. Bờ kinh này mình đi tuốt kia có cái cầu đi qua. Cái dòng nhà đó đó. Mình lội ra đây. Mình mất dài dài đây nè mất. Mình mất nhiêu cái? 2 cái. Mình cũng 2 cái. Rồi cái thứ hai á là cho mất cái này đó, 2 cái. Từ đây mất 2 cái, nó 3 cái, nó mất nó còn cái nào ở đây không? Còn cái 3 cái, 3 cái còn cái cũng luôn hả? Vậy chứ đi muốn sạc háng luôn, mà đi muốn hết nổi luôn rồi, đi từ múc đẳng để tới đây muốn khùng rồi. Ở đang chuồng bò anh thấy mình có tốt. Ừ, mới khen tốt giờ quay ra đây mất hết. Hai lần dính hai em. Dính mày chất vớt. Chất vớt này mất tiêu rồi. Ờ vậy hả? Mình là đằng kia không có hổm, mình cũng mất cái nha bạn. Rồi nó nói thì nó châm vô đây một cái nè, châm thêm. Chửi thề, chơi không quạo nghe. Hai lần dính hai em. Lần vừa rồi thì chuột chết. Không biết bữa nay như thế nào nha. Ở trong đó thì mất cái chân rồi bạn ơi. Mình cái mất một cái xong mất một cái. Con này còn nha bạn. Trời ơi, cái hôm chàng quạt luôn trời. Cái hôm đây nè. Khủng hoảng cái hôm luôn. Hôm này là có hiện tượng. Có hiện tượng gì đó. Bắt rắn. Một là bắt rắn. Hai là sảy rắn lớn. Rắn lớn lắm mà. Tại cái bẫy này bẫy lớn mà. Bẫy siêu to mà. Ok, mình đặt lại nha bạn ơi. Mình lội từ trong đó ra đây nha bạn. Rồi mình đặt 2 cái chết chuột hết trơn. Con kinh này cũng khá lớn nha. Rồi đây là cái cuối cùng của mình, là cái thứ ba. Ba cái này mới chạy nền không các bạn. Đây là mới múc nè, lõm chõm nè. Ví dụ cái cục đó mới ngon đó, mà không mình đi hết nổi vậy. Mình đặt 3 cái này. Tính gán cái đem vô chõm mà gán không nổi. Qua đuôi. Đây là cái cuối cùng của mình. Phần cái gì cả ta, có phần nữa. Vô con hành bự các bạn ơi, vô con hành siêu to bạn ơi, vô có động lực các bạn ơi, thứ nào chịu nổi. Đã xong ôi, cái cuối cùng hút rồi xong ôi, sướng quá, phê quá anh em ơi. Cảnh này nè anh em ơi, đủ tiền chỉ cần một con và chỉ một con là có tiền. Xong nó đi thăm mấy cái luồng kia, có nó mấy cái cù, mấy cái không phải chung luồng với mình bằng. Chà, ôi con này. Mình dở cái đầu này lên, thấy nó phân, nó láng nè. Thấy không? Đang lứt cái này, thấy không? Có đống phân xanh như đó không? Rồi nó đảnh ngảnh, bạn hiểu nó lâu rồi đó nghe. Nó vô lâu rồi. Coi nè bạn ơi. Đã quá. Cái nào mất mát bắt cái cả trời. Nó sướng đây. Phải cho xong luôn, bắt cái chờ nó bắt luôn mọi người. Đằng nào. Kết thúc video luôn các bạn. Con này tầm sướng. Con này bao phê. Bao ngon. Đầy một lọt. Chiếu. Ồ, cái hổ hành nha bạn. Đó, ra mà nắng nha nè, chiếu này nè ha. Đó, 7 màu mà. Mình còn sót ở đây 1 cái nữa bạn ơi. Phải rồi.
nó đi qua luôn rồi, sao mình không nhớ chỗ này trời. Xót cá lụm em nó cay. Làm gì dễ ăn lắm vậy. Hên xui. Cái chuyện gì cũng tính, hên xui. Đây nè. Rồi. Nó nữa rồi. Đây, cục con chà bá nặng. Nặng cái coi. Kéo ra thì chưa có cảm giác dở lên coi. Cũng được. Con này thì con gì vậy trời, chạy ù ù đúng trời. Trời ơi em ngựa. Không nổi em ngựa. Ngựa này thả bạn ơi. Ngựa này nhỏ nha bạn, mình thả luôn. Thôi bắt tròn xong rồi bạn ơi. Rồi mình bắt con này nha bạn, còn con hành thì hiện giờ đang vỏ hồi tròn xong nó bắt. Bắt con này lấy chuột đặt lại nha. Bỏ chuột đặt lại. Ok, đây mới chính thức là cái cuối cùng của mình nha. Dính gì không? Dính gì đó. Vậy hả? Chưa giờ còn thấy gắn anh hả? Thấy nó lên lân cái gì? Em lấy cái vỏ em xuống đây, cái vỏ em xuống luôn, tổng kết luôn. Trời ơi, phê chưa. Ký máy nữa. Lấy vỏ xuống coi. Lấy cái vỏ của em xuống coi. Để hồi hai anh em mình so kè hai bột cắn với nhau nha. Bột cắn của em đâu? Chút đi, hồi nãy có dính nào không? Ủa vậy hả? Vậy là quá trời rồi. Anh dính được con hổ ngựa, anh tính thả bắt cho em. Nhưng mà anh mở anh nhìn hồi thả luôn rồi. Rồi có con này thả con kia luôn. Cứ bắt thoải mái đi, vô tư đi. Cho người ta thấy bẫy mình ta ham, cho người ta lấy cho người ta bắt biết cái thế nào là cảnh khổ. Trời ơi. Con này xứng đáng tiền à trời. Đủ tiền. 1 ký, gần ký nữa rồi. 900 gram khỏe luôn hả vậy? Bột. Không tới 1 ký thì 900. Tại cái đuôi nó ốm quá. Cái đuôi mà cái thù nù á, mọc bút nút á. Gần cái đít mà nó phì các bạn. Đít mà nó phì bự ra nghe bạn, giống như đang gắn trứng vậy đó. Quá trời. Vô. Thua nữa rồi. Vô. Một con này thì nguyên cái túi của em bằng rồi. Mà để coi cái túi nó ngày nãy giờ nó có dính nhất nào không nghe bạn. Dính nhất mà dính gắn hổ ngựa nhất á. Trời ơi thua. Dính một con gắn hổ nhà hổ hành thôi nhất thôi là 1 ký nó khoảng tầm như bèo gì bây giờ phút này nha. Mình khó nó bạn tùy theo chỗ khác nhau, khu khác nhau ở chỗ khác nhau á. Cái chỗ của mình hiện tại là tầm 400.000, tầm giá 400.000 trở lên các bạn. Thì 1 ký này con này không thấy lụm 250-300.000 rồi. Con nó có 300. Trời ơi cái bịch cái nó giữ thần ôm vậy trời. Trời nãy dính liền kẹo luôn hả gì nha, xong gửi dí xong. Có nào không dính nó 2-3 con nữa hả? Sao mà nhiều vậy? Trời ơi, dở lên cái túi nó cái nặng người ta. Để coi dở lên coi. 5 ký có hơn luôn á. Bịch gắn cái nó kìa bạn, bịch gắn cái mình nè. Trời ơi là trời. Siêu to thì chứ. Cái này đâu dính nhiều đâu. Dính hả? Đằng kia á. Dính đằng nào? Dính đằng trường học á. Trường học chỗ nào đó ta? Trường học cũ, dân học Bỏ Quang đó. Ờ, trường Bỏ Quang anh có vô em đặt lên đó hả? Ừ, cái đầu ngoài em... cũng dính gắn gì hoài đó, dính đằng con đó. Dính con này nhất không? Giỡn hoài. Nhất không? Anh hỏi gì mà nhất mà hả? Phải không? Bằng con anh luôn á. Vậy hả? Đâu có bằng con nổi mày. Giỡn à. Bằng luôn á. Muốn bằng chứ bằng. Xích nhiêu đâu. Ừ, muốn bằng chứ bằng nổi đâu. Con này bảy. Ngọc dính gắn đó. Vậy hả? Khu đó mình rút lâu lắm mày. Con này dính hổ ngựa bự này nè. Ờ, hàng chi nó nặng dữ thần này. Ô cô kê nặng hơn mình này, ngon hơn mình, hôm nay trúng hơn mình này xong rồi. Vô trong kia dính được con nhì nữa. Ở đâu? Để đại vô lên chụp hình cái. Hai cái dính con nhì nữa. Quá đã. Sướng. Vô hai túi đây nè. Nào con sướng. Nhất này không là thấy vô rồi. Con nhất của anh cởi nhỉnh em có 150 gram. Ok, phát tay chào tạm biệt cả nhà xong rồi. Chào cả nhà luôn cả nhà. Mệt quá. Mệt quá, đi 2 tiếng hồ lụm nhiêu tiền là được rồi. Bye bye. Tiền ghê. Hổ hành, mình tưởng mình nhiều không đó, ai ngờ nó dính liền kèo toàn hổ ngựa không nè. Tại vì nó số 7 nó còn luôn lai gai nhiều. Nói chung là nhiều hơn mình, 7 hơn mình mà. Nhiều cũng được rồi, vợ ơi. Bye bye.